Chào các bạn, có lẽ bạn sẽ có một cảm giác thật bất ngờ về thương hiệu đồng hồ này. Bởi vì Julius được thành lập với thời gian muộn hơn rất nhiều so với những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng khác, nhưng những mẫu sản phẩm của thương hiệu vẫn gây được những tiếng vang lớn trên trường quốc tế. Khái quát sơ lược về lịch sử của thương hiệu Julius. Được thành lập tại Seoul, Hàn Quốc năm 2001, với những gì đã đạt được, Julius đã trở thành một thương hiệu lớn mang tầm quốc tế năm 2015. Trải qua quá trình 20 năm phát triển, Julius được phái đẹp chấm nhiệt liệt chào đón khi xuất hiện từ những ngày đầu tiên như Hàn Quốc, sau đó lan tỏa và đăng ký Hiệp hội Madrid quốc tế trên 30 nước trên thế giới như America, Canada, Mexico, Iran, Việt Nam, India, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc. Năm 2012, Julius được vinh danh với giải thưởng có thiết kế đẹp nhất năm 2012 tại hội chợ đồng hồ Hồng Kông. Julius được sản xuất khép kín từ khâu thiết kế tại Hàn Quốc, nhập khẩu máy của Nhật đến lắp ráp tại Trung Quốc, tạo nên một mức giá phân khúc phổ thông phù hợp và cạnh tranh nhất, xây dựng nên một đế chế vững mạnh trong lòng giới trẻ yêu thời trang. Julius thương hiệu Hàn Quốc, công nghệ Nhật Bản với máy toàn bộ khung máy đồng hồ được Nhật nhập khẩu 100% từ Citizen. Thiết kế tại Korea bởi chuyên gia thời trang hàng đầu Hàn Quốc, tiêu chuẩn quốc tế, lắp ráp tại Trung Quốc, bảo hành quốc tế và chế độ hậu mãi tốt nhất. Chất lượng đồng hồ Julius. Thế mạnh của Julius không chỉ là dòng đồng hồ thời trang mà còn đáp ứng được những tiêu chuẩn về chất lượng như máy Nhật, chống thấm nước, công nghệ mạ chân không tiên tiến nhất, dây thép không gỉ, kính khoáng cường lực và chống va đập tốt. Chính vì thế, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sở hữu một chiếc đồng hồ với kiểu dáng thời thượng và chất lượng được đảm bảo tuyệt đối. Chế độ bảo hành đồng hồ Julius. Đồng hồ Julius bảo hành 1 năm, thay dây miễn phí 1 lần, thay pin miễn phí 5 năm. Bảo hành toàn bộ chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ đeo tay không chỉ mang ý nghĩa để xem thời gian mà còn đại diện cho những người mang phong thái chuyên nghiệp, nghiêm túc trong công việc. Họ là những quý cô biết cách quản lý thời gian trong thời buổi hiện đại ngày nay, xây dựng được hình ảnh của bản thân khi xuất hiện ở bất cứ đâu. Ngoài chiếc áo sơ mi hay đôi giày, lịch lãm nơi công sở, thì chiếc đồng hồ chính là vật không thể thiếu. Julius gắn liền với người nổi tiếng. Julius gắn liền ngôi sao người có vẻ đẹp thuần khiết, tinh tế và năng động. Với vẻ đẹp tinh tế và chất lượng tuyệt hảo, Julius đã trở thành vật bất ly thân của những ngôi sao như Giáng My, thánh nữ Bolero tại Việt Nam hay Kim Yoo Jung Hàn Quốc. Nữ diễn viên xinh đẹp trong các siêu phẩm Mặt Trăng Ôm Mặt Trời và Mây Hoa Ánh, trang diễn viên Giáng My thánh nữ Bolero ở Hồ Chí Minh. Trên đây là một số thông tin về lịch sử và sự phát triển của thương hiệu đồng hồ nữ Julius Hàn Quốc. Các bạn thấy hay ý nghĩa hãy nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video để ủng hộ đồng hồ The Watch nha. Bây giờ The Watch xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!